Trưa ngày mùng 10 em xin phép lên đồ lính Mỹ đã qua sử dụng nhé. Đầu la lên một con áo công bắc của lính Mỹ, toàn bộ là thun hết nè, ACU size M, M là 60-65 bình thoải mái. Thoải mái như con này này. Còn 70-80 kg là body thì tùy anh em lựa chọn ha. Bề ngang của nó là 53. Chiều dài là 78. 53 78. Chỗ này nó bị móc một cái gì? Không phải, không phải. Rồi. Trên dưới này đều đều hết. Nói chung con này là 93-94%. Chốt cho em con này giá là 300.000, mã 19, mở hàng đầu lai cho em. Tiếp một con satin này. Con này xanh xanh lè, nhưng mà hình như có cái màu nó bị ố. Bị ố là bị nhiễm á, như kiểu hàng tồn kho hay bị á nhé. Vai của nó là 46. Dài áo là 72, mới khui nó còn nhăn nha anh em. Nó còn nhăn nhun nha. Con này chuẩn hàng cấp phát luôn ạ. Nhưng mà trên cái cổ thì nó bị nổ rồi này. Đấy, bị nổ rồi. 16 1/2 nhân 31. Con này là đời 75. Đời 75. Nói chung là hàng chuẩn cấp phát ha. 575 mát. Trời ơi, con này lủng rách mà không có lủng rách mà bán giá này á. Cái vết này em thấy nhiều người giặt ra này. Cái vết ố mà hàng tồn kho là hay giặt ra hết. Mà con này thì lại rồi, sau lưng có một đường nữa anh em này. Có một kẻ nó nằm ở trên cầu vai này nhá. Rồi nó có một cái đường kẻ dơ này. Trời ơi. Con này mà bán 500.000 luôn á. Ở đây có vết dơ nữa nha anh em. Vết dơ, còn ngay cái thân này nó bị mấy vết dơ dơ đi đi đường này. Ở đây nó lủng một lỗ nhỏ nhỏ rồi. Bên hông có lủng một lỗ nhỏ xíu xíu à. Cái phần này thì đường đơn anh em có thể may ăn gian vào. Ai mà hơi rộng một chút may ăn gian vào thêm một đường thì nó mất cái lủng này thôi. Con này mà bán có mấy trăm nghìn thôi này. Vai là 45 nha anh em. Vai 45. Dài áo là 72. 72. Con này em không bán giá này đâu. Chắc em dán dính cái giấy nó tào lao chứ. Con này là 60-70 kg. 60-70 kg. Áo còn rất là đẹp. Cái lủng lỗ không có đáng gì hết á. Khắc phục được và cổ tay đều màu và đẹp. Chỉ có vết dơ này thì nói chung là anh em cần phải cách xử lý dơ nha. Bán 700.000. Cái này giá này mã 18 nha nhé. 700.000 là giá bèo rồi đó. Tiếp một con áo này của không phải của Mỹ đâu. Con này có mũ liền luôn này, à, mũ rời này. Áo dày màu đông nhé. Vai của nó là 55. Áo dày hai lớp. Dài áo là 84. Anh em có thể mở cái lót này ra được ạ. Con này của Italia. Áo của Italia. Đấy cái lót này. Mùa đông anh em gỡ lót ra anh em bận hai mùa được ha. Cái mũ anh em cũng cất luôn này, sử dụng cái mũ này, cái cổ không này. Đấy, cái mũ này, cái cổ này cũng gỡ ra được luôn. Tức là nếu mùa đông thì cài tật của bộ combo của nó. Còn anh em mà không vào mùa hè thì anh em gỡ ra hết giùm em. Áo thì mới kem. Mới. Anh em sử dụng luôn được cả áo lót trong á. Áo này bẩn giống như áo măng tô. Giống như áo mông tô. Con này giờ mà bận vào là sốt ra luôn nè. Cái lót ở trong nguyên cái lớp lông của nó này. Anh em bận cái áo lót không cần cái áo ngoài cũng đẹp rồi. Chui cha lần này ha.
cái cổ gỡ cổ cắt được luôn, mũ cắt mũ được luôn. Con này 70 đến 80 kg, còn có cả đai hông, chất vải là cực kỳ gì ấy. Rồi, chốt giùm em con này 600.000 mã 17. Con lót đầy đủ hết nha nha. 600.000 mã 17. Tiếp con M65 là đời 72. Con này màu hanh, màu nó sơn quắc, sơn quắc. Con này dây kéo đồng đen anh em ha. Cái này bạn muốn thí nghiệm của dây kéo đồng này. Vai 54 là medium, dài áo là 84 medium long. Medium long. Đây, small long à? Vai 54 mà lại small à? Cái cổ đều màu anh em ha. Cái đằng này bạn thí nghiệm cho nên cái size số đo của nó cũng khác hẳn. Cái vải của nó lì không? Rất là lì luôn ạ. Dây kéo đầu cài. Ở đây nó bị hai chấm dơ nhỏ nhỏ này em này. Đó, rất là đều. Cái con này màu á, cái đời này chất vải và cái màu nó đẹp thiệt. Vải rất là lì luôn. Ở đây nó bị dơ một chút này em này. Ở đây nó cũng bị dơ một chút này anh em. Dơ nhẹ thôi. Gọi là một chút dơ đất nhẹ nhẹ thôi. Túi đều màu hết nha. Khóa này. Khóa 2 số 7. Con này hơi dài. Anh em nào phải cao trên 1m74 mới vừa. 6-70kg mà vai hơi to rồi. Đẹp không? Bởi quần áo nhìn nó sáng rực lên quần áo luôn. 60-70kg, 1.900.000 mã 16 ạ. 1.900.000 mã 16 anh em. Anh em chờ em chút. Rồi, tiếp tục một con áo combat. Con này nó cắt cột tay rồi. Áo combat dây kéo cổ anh em. Con này là size XL và không có mắc in nước nào hết á. Dây kéo cổ ở giữa này thun vào hai cái tay này bằng vải nha. Dây kéo cổ này, con này tương đương size XL. XL bề ngang là 60. 60 và chiều dài là 81. Dài cao 1m74 trở lên á. Ở tầm 1m7 trở lên ở ống tay này anh em về tiền họ cắt rồi mình quất luôn, lật ống tay lên luôn làm áo cộc tay. Rồi XL con này là 90kg, bằng 80 là thoải mái, 75-80 là thoải mái, đẹp. Còn trên 90kg là body, ôm body nhá. Ai chấp nhận được thì chốt. Thì như em thấy có hai file đó, trong này có hai file nhẹ nhẹ thôi em, nhìn thấy không, cái màu vàng nhạt này đấy. Nói chung là nhẹ nhẹ thôi, mình nhìn thì nhìn thiệt kỹ mới thấy chứ còn không không thấy. Nhẹ nhẹ thôi nha. 400.000 mã 19. 400.000 mã 19. Tiếp một con không quân. Không quân chất vải kaki. Con này là vai 45. Chất vải kaki nhé. Vai 45 và dài áo là 74. Nói đúng ra là con này là của thằng gì quên mất rồi, Dubai. Chất vải như dòng chất vải Dubai á, nó rủ á. Rồi áo mới 93 đến 96%. Chốt cho em 300.000 mã 27. 300.000 mã 27 nha anh em. Con này chất vải nó rủ và nó mát lắm ha. Nói về cái kia thì nó đúng chất liệu của nó là Dubai á. Rồi, ai ưng chốt giùm em nha, 60-70kg. Tiếp con này là vải caro này. Caro.
vai 42, dài áo là 75, 42 hơi bé một chút phải không ạ? 46R. Con này hàng cấp phát của lính Mỹ nha nhé, 300.000 mã 26, 93 đến 96 năm. Con này chỉ được 65kg thôi, 55 đến 65kg, mã 26 ạ. Tiếp một con nữa là con này màu ô liu, chất vải kaki nhưng mà sợi nó chân chim to lắm. Cái sợi này là chất vải này hồi xưa mới có này. Đây, sợi anh em nhìn thấy không? Cái sợi vải nó chân chim nó chia chia với này. Sợi vải này thì dày. Vai của nó là 46. Dài áo là 64, 46 64, áo này áo chui nha. À áo này có dây kéo, không phải. Có dây kéo. Mà nó bị nhíp cái dây kéo rồi. Nó bị nhíp anh em ơi. Nó bị nhíp, em sẽ sửa lại nha. Nó nhíp cái vải á. Một lớp thôi. Anh em làm áo khoác cũng được, bằng áo như kiểu áo bô dông rất là đẹp luôn. Đúng không? Áo bô dông rất là đẹp luôn. Em đo lại này. Vai 46. Dài áo là 63. Ai chốt con này bệnh mới đẹp. Ai thích form những cái con mà bô dông á là chốt con này nhá. Xinh lè. Đẹp và đẹp. Màu ô liu nữa chứ. Con này thì không biết bác in lúc nào hết á. Không có tem. Có cái dây khóa của nó, khóa này thôi. Không biết nước nào nha nhé. Bệnh bao dung nhá. Ai thích, ai có tuổi mà hay bệnh bệnh áo đi. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá. Con này 60-70kg. Chốt chùm em con này 600.000. Đẹp quá. 600.000 màu ô liu luôn đó nha. Mã số 25. Mã số 25, 600.000 mã số 25. Đó giống phong của cái con này này. Phong này áo thế chiến. Con này thì nó ngắn cần cỡn, làm áo khoác, con này áo khoác, còn áo đó làm áo nắng cũng được, áo sơ mi cũng được. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục con này nhé. Áo này short nỉ nha. Vai 47 và dài áo là 60. Hàng xưa của lính Mỹ năm 1975 này. Cái thằng 75 là thường nó ra cái mấy cái mềm sốt đó. Trong này thì cái gì gì đấy toàn tàu lao với đau không. Rồi, đằng sau này đều mà đẹp hết nha em. Đằng sau này đều đẹp hết nha. Nó hay sử dụng, có nhiều anh về nhận hàng còn bảo em mà chơi anh không à. Bỏ cái gì bày bạ trong túi. Thực ra là lính em không có ấy. Like thì nhiều khi em lôi cổ nó ra, còn nhiều khi em để về. Con này bẻ một cái nút. Bẻ một cái nút. Giờ lấy nút đâu mà đơm vào đấy. Ở trong này có túi này. À có cái nút đây. Đưa cái nút này ra nha. Được đấy. Được đấy. Ôi phải đưa một cái nút vào. Con này 60-70kg vẫn được. Nhưng mà bụng thon gọn anh em. Còn mà bụng to là không mua được. Form này thì các anh hồi đồ lính không ạ? Mấy anh hồi đồ lính bận. Anh em nhìn coi cái kiểu họ bận rất là đẹp. Em thích bận đồng phục đẹp lắm thôi. Rồi 93-95%, 600.000 mã 24. Giá này là giá bèo nhèo ấy. Tiếp một con Philot. Cái dòng này chất vải Brooklyn chứ không phải chất vải kaki nhá. Con này là size của nó đây. Medium regular.
vai lớp 5 không có đo được vai nhé. Dài áo là 69. Áo này dành cho mùa đông nhưng mà mùa đông nhẹ thôi, còn mùa đông mà lạnh lắm thì không được. Ở dưới trên 20 độ. Trên 20 độ 15 độ vẫn được. Con này cỡ tầm 18 15 độ vẫn được. Còn mà bệnh áo này mà chạy vào mùa nắng thì phải chạy đường lúc nào gió vi vu mới được. Còn không là không chịu nổi đâu. Rồi con này 70 đến 80 kg, vừa đi kéo vừa sử dụng miếng giá. 93-95%, 400.000 mã 23. Con này bán 400.000. Tiếp con là Shibu Haya này. Haya ấm mùa đông nghe nhé. Mùa đông ấm nha. Con này của Mỹ. Con này của Mỹ. Asiu em đo cái vai nha. Haya này bệnh trẻ trung này. Anh nào thích trẻ trung bệnh nha. Vai 55. Dài áo là 76 ạ. Vai 55 hơi to rồi. Nhưng mà bệnh cái form này rất là trẻ. Đẹp. Con này bình thường em bán 1 triệu đô. Con này rất là mới nhưng mà to, bán rẻ nghe em nhá. Áo này chưa có sử dụng luôn này, mới kem. Con này cũng 80-90 kg cho mày. Rất là mới luôn. Đây có dây kéo của nó, có cái túi này. Đấy, có túi này. Mới à, bình thường em bán 1 triệu, bây giờ bán con này 500.000. Mã 22. Anh nào mà 80 kg có cái bụng to to là ok rồi. Còn mà 90 thì lại bụng lại phải thon mới vừa. Chốt cho em 500.000 mã 22. Đẹp. Ở trong hai lớp nó ép, nỉ nó ép vào nhau luôn này. Không phải ép lớp rồi. Tiếp một con satin. Con này như con lợn rồi. Dưa hay. Wow. Cái cổ này em vô coi chừng phong đòn gánh nha. Ngục luôn ấy. Vai là 46. Satin cực mát. Dài áo 72 về giặt cho mấy em cái. Đằng nào giặt mới được bẩn chứ. Ơi nó dơ từ đây xuống thì khỏi phải bàn luôn à. Dơ là khỏi phải bàn luôn. Nhưng mà giặt được. Dơ này. Quá trời dơ. Nó chỉ dơ thôi. Chỗ này nó lủng rồi anh em ơi. Chỗ này nó lủng rồi nè. Đấy. Con này là tồn dơ rất là nhiều. Ông này ông bệnh chắc là từ ngày bệnh cho tới ngày giặt ông không có giặt luôn. Ở đằng sau này. Cái này em không dám bệnh luôn á. Dơ này. Cái cổ tay là nó bị nổ một chút rồi nha anh em. Dơ này. Cái này em chỉ đưa vậy chứ không có chỉ được cái độ dơ của nó. Chị anh em nhìn trên màn hình nha anh em. Ở đây cũng bị dơ một chút, bị lủng chứ. Bị lủng một chút này. Cái độ dơ của nó nằm bặn từ trên này xuống. Thế nên mình không có thể. Anh em biết em bận là em xâm mình lắm nha. Tendrin đi theo áo 60-70 kg. Ai ưng chốt con này giùm em 500.000 mã 21. Cái dàn tem này là được 200.000 rồi đó. 200.000 con áo satin mà 500.000 này còn 300.000 này. Mà con này có đáng tội không? Tội dơ là mất 20 thau nước. Ai mà mua nước thì đừng có mua nha. Ai mua nước thì đừng có chốt nha. Con nó là phải nhiều nước lắm á. Rồi một con áo compact. Ở đây là thun. Đây là thun, hai bên này là bằng vải nha anh em. Compact. Con này hơi đặc biệt một chút nè. Cái con compact này hơi đặc biệt, nó không giống như những compact khác nha anh em. Compact khác thì nó khác. Con này có bọc gối ở đây này. Đây có cái túi à, cái dạng mà bánh tỉa mà quần bánh tỉa mà có cái bọc gối với có cái bả gối đó của nó đó. Ở đó nó có một cái bọc để bảo vệ cái cùi chỏ mình á, tức là dạng đặc biệt mới có nha anh em. Rồi tương đương size L. L hay XL em biết. Con này của Mỹ á. Con này là bề ngang là 60 là XL.
body là trên 90 kg, dài áo là 77, còn không body thì anh em bận cho em 80 75 80 kg là bận thoải mái, bận như này này. Rồi gì kêu cổ đàng hoàng ha, chốt cho em con này 500.000 mã 20, 500.000 mã 20. Hết, em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nha anh em. Em cảm ơn và bye ạ.